Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tử Vi Thực Số của em. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi bàn bạc về cái tuổi Kỷ Tỵ, tức là sinh năm 1989. Đấy, chúng ta sẽ bàn về cái tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2023. Tức là tôi chỉ bàn về nam mạng thôi nhé. Còn về về nữ giới thì chúng ta không 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 bàn ở đây. Đấy. Thì như chúng ta đã biết là cái tuổi Kỷ Tỵ về nam mạng trong năm 2023, thì nếu mà để nói trong năm 2023 này thì xét về khi về 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 cái tuổi này thì thứ nhất là về cung cung cấn thì là đứng ở trực khai. Thế mà về mạng thì cái người sinh năm 1989 này thì lại là thuộc Đại Lâm Mộc. Đại Lâm Mộc tức là gì? Tức là Lâm thì nghĩa là rừng, Mộc nghĩa là cây, Đại nghĩa là lớn. Tức là gì? Là cây lớn ở rừng. Đấy. Đấy là người sinh năm 1989 về nam mạng. Thế về con thì là về con nhà Thanh Đế. Đấy, tức là trường mạng. Xương thì là xương con rắn, mà tướng tinh thì lại là tướng tinh con khỉ. Đấy, người sinh năm 89 đấy. Thế thì về cái người sinh năm 1989, về cái cuộc đời tổng quan về cái người sinh năm 89 nam mạng này, thì thứ nhất là các bạn để ý mà xem, những người nam mạng sinh năm 89 thì rất là nhanh nhẹn và cái có con mắt là nhạy bén với lại cuộc sống và trong xã hội. Cái người sinh năm 89 này ấy, thì các bạn để ý nhá, là rất biết nhìn xa trông rộng. Đấy, để ý mà những người lãnh đạo mà hay là làm một quản lý gì đó mà thuộc sinh năm 1989 thì tôi thấy là một trong những người rất là tài giỏi, đặc biệt thì con rắn này rất là giỏi. Thế nhưng mà nhiều khi thì ở cái tình trạng gọi là hay rơi vào những lúc cái tâm trạng là thường thường hay chán nản, chính vì cái lý do đó là nó làm mất mất cân bằng cuộc sống rất là nhiều về cái tuổi Kỷ Tỵ này. Đấy, cái người mà trong gia đình về cái người sinh năm 1989 này đấy, là nhiều khi là xảy ra những cái việc là không phải là đình đám gì đâu, nhưng mà những cái việc nó nhất là quản con, nhưng mà vì người sinh năm 89 này là người ta đã có cái kiểu là sầu tư, ưu tư và suy nghĩ rất là nhiều, cho nên là bị ảnh hưởng rất là chi phối rất là lớn đến cái công việc mà cái hoặc là cái mơ ước mà người ta đã thực hiện. Đấy. Một cái điều rất là hay ở đây tức là những người sinh năm 1989 ấy, là họ đã làm một cái điều gì đó thì họ có quyết tâm rất là cao luôn. Để ý xem. Về tuổi trẻ của cái người sinh năm 1989. Đấy, tức là Kỷ Tỵ ấy, còn để ý thì trải qua rất là nhiều cái khó khăn và thăng trầm trên con đường lập nghiệp. Thậm chí họ thất bại 7 đến 8 lần, đến 10 lần, nhưng mà họ cũng rất là vẫn là quyết tâm. Các bạn để ý mà xem. Khi mà họ càng trưởng thành lên, họ càng trưởng thành lên bao nhiêu thì cái người sinh năm 1989 này người ta lại có đúc rút rất được nhiều kinh nghiệm ở trong cuộc sống để đi bước tiếp cái con đường về sau này. Đấy là cái người Kỷ Tỵ đấy. Thì trong từ khi bé mà đến lúc trưởng thành mà biết tính toán làm ăn thì các bạn để ý là cái người sinh năm 1989 tức là tuổi Kỷ Tỵ đấy, thường thường nó hay đánh dấu ở cái mức tuổi là 37 38, tức là bắt đầu từ đầu năm 37 và đến năm 38 là bắt đầu được sự nghiệp của họ, là bắt đầu mỉm cười với họ và có sự thăng quan và tiến chức. Đấy. Tức là đầu năm 37 và đến năm 38, các bạn ý mới xem. Đấy. Thế thì tuy nhiên ở trong cuộc sống của những người tuổi Kỷ Tỵ này thì cái sóng gió và khó khăn thì liên tục đến với họ, thậm chí là họ còn là lán lòng cơ, nhưng mà đối với họ không là vấn đề gì cả, bởi vì họ có một cái nghị lực. Đấy. Tức là gì? Họ là Đại Lâm Mộc, cây lớn. Mạng là Đại Lâm Mộc, tức là cây lớn ở giữa rừng. Các bạn lưu ý vậy. Đấy. Thì cái người mà
để ý về cái người sinh năm 1989 này thì đa phần nhé, chứ không phải là tất nhiên là những cái trường hợp mà những người sinh năm 1989 thuộc trường hợp mà sinh ra những cái ở trong cái dòng dõi là giàu có phú quý thì không có, nhưng chúng ta tính đây là chúng ta phải phải tính ở cái mức độ diện rộng đấy. Thì cái tuổi này là thường thường ấy là có những cái suy nghĩ là họ không 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 có mơ ước là giàu sang phú quý đâu, họ chỉ có một cuộc sống rất là đơn giản mà là ý nghĩa. Đấy là họ chỉ cần một cái điều cuộc sống là quây quần bên gia đình và người thân, đấy, đặc biệt cái người kỳ tỵ này, đấy, họ chỉ cần cuộc sống rất đơn giản đầm ấm và quây quần, cái cuộc sống bình yên của họ là cái ý tưởng rất quan trọng. Cũng có nhiều người thì ở cái tuổi khác thì người ta phải mơ ước, người ta mong muốn rằng làm sao là mình phải làm ông nọ bà kia hoặc là làm quan chức hay nọ kia các cái, nhưng mà riêng cái tuổi kỳ tỵ này người ta thì mong muốn một cuộc sống của họ là bình yên và quây quần trong gia đình và người thân. Đấy, các bạn ý vậy. Họ thì cái tuổi kỷ tỵ này thì tôi thấy là có cái hay ở cái là sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khó khăn. Đấy, bởi vì sao? Cái người kỷ tỵ này là họ có một cái trái tim nhân ái, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi mà bạn có thể kết giao hoặc là bạn thân người bạn đối với những người kỳ tỵ về lam mạng này thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ bạn trong những lúc khó khăn đấy, vì họ có một cái trái tim rất là nhân ái luôn đấy. Các bạn thử nghĩ ở trong cuộc sống mà xem đấy, người ta nói thường thường nói là chọn bạn để mà chơi đấy, thì các bạn lưu ý rằng những người kỳ tỵ là họ rất là tốt đấy, họ không bao giờ màu mè như những cái trường hợp khác đâu. Nhiều tuổi thì có khi là người ta thích màu mè hoặc là bạn bè người ta có nhiều bè và bạn, thế nhưng mà riêng bè nhiều hơn bạn, thế nhưng cái tuổi kỳ tỵ này thì họ lại hoàn toàn khác. Thì các bạn thấy nhá, về cái đường tình duyên, nếu mà các bạn để ý về cái đường tình duyên về của cái tuổi kỳ tỵ này thì là bởi vì cái tuổi kỳ tỵ này là họ là rất trọng về tình cảm, dành nhiều thời gian là tìm kiếm để cho mình lấy một người mà để sống có ý nghĩa với cuộc đời. Thế cho nên là khi mà họ đặc điểm của người kỷ tỵ tuổi là về lam mạng nhé, là họ bình thường mà khi gặp gỡ những cái mối tình đầu hoặc là những cái người trong cái quan hệ bạn bè hoặc là đối tác làm ăn, họ rất ít khi mà vồ vập, ít khi vồ vập đấy. Tức là cái trái tim của họ có một cái điều gì đó là rất là cẩn thận, không bao giờ vồ vập trong cái mối quan hệ tình cảm yêu đương khác giới đấy. Tức là gì, bất cứ một cái mối quan hệ nào liên quan đến vấn đề tình cảm của họ là họ đều có một cái sự tìm hiểu kỹ càng và có sự đồng cảm thấu hiểu, thì lúc đó họ mới mới đi được đến bước tiếp theo đấy. Đặc biệt cái tuổi người cái những người kỷ tỵ, các bạn lưu ý vậy. Mà khi mà cái tuổi này mà họ đến được với nhau, xây dựng gia đình, dựng vợ gả chồng, thì đa phần là những cái cặp đôi của người kỳ tỵ này là họ người vợ của họ rất là thông, tức là thấu hiểu và đồng cảm và có sự bền chặt. Ít lắm. Trong xã hội tôi thấy là ít có cặp đôi và những lam mạng tuổi 89 là ít ít khi là họ phải đi lần hai, cũng có trường hợp đấy nhưng mà tỷ lệ rất là ít đấy. Vì sao bây giờ các bạn thấy ấy, có khi họ lấy nhau xong rồi họ thích thì họ lại thôi, họ lại đến với cặp khác, vì nhiều người cũng ngày xưa nhưng bây giờ xã hội bây giờ, nhưng mà nhiều khi cũng cái tuổi của nó cũng ảnh hưởng một phần đến cuộc sống. Hay thì cái tuổi kỷ tỵ nhá, thì các bạn mà xem được cái video này thì tôi sẽ xem cho quý vị và các bạn. Đấy, mong quý vị các bạn thấy, vừa xem quý vị các bạn có thể bấm like, share hoặc có thể là thả tim và đưa lại những cái bình luận ấy để tôi sẽ ra những cái video rất là chất lượng. Kênh của chúng ta là kênh tử vi số học tướng số cho quý vị các bạn. Thì bạn như vậy, và các bạn có thể là liên hệ với Zalo của kênh là 0945 191 867. Tôi sẵn sàng tôi giúp đỡ quý vị các bạn về bất cứ một lĩnh vực gì.
xem ở trên điện thoại. Tôi thì quan điểm là không lấy lọc lá của bất cứ một ai, giúp đỡ mọi người là chính. Thì quý vậy nhé, bất cứ vấn đề gì, chân gà, lá trầu hoặc là tình duyên, vận hạn, tôi biết cái gì thì tôi lo cái đấy, không bao giờ lấy và thu một đồng lọc lá nào của quý vị các bạn làm việc. Nó là phải từ cái tâm của mình là chính, quý vậy nhé. Để chúng ta nói tiếp về cái tuổi Kỷ Tỵ, nếu mà trong năm 2023 này thì các bạn lưu ý này, về la mạng nhé, thì các bạn để ý là tính về xem thì chúng ta tính về lịch âm hết đấy, thì riêng trong cái ngoài cái vấn đề khó khăn chung của toàn cầu thì từ đầu năm đến giờ thì không không nói, nhưng mà đặc biệt cái tuổi Kỷ Tỵ thì các bạn để ý là trong những cái tháng như là tháng tháng 6, tháng 7, tháng 11 và tháng 5, thì nếu như mà trường hợp mà các bạn nào mà chưa có được cái phần bên kia của lửa đời mình, thì các bạn cần phải cố lên và cần phải lắng nghe trái tim mình, không nên kén chọn nhiều quá. Thế còn thì đa phần là trong tháng 5, tháng 7, tháng 11 âm lịch nhé, ta nói về tháng âm lịch chứ không phải tháng dương, thì họ về làm ăn các cái thì vấn đề, mọi vấn đề làm ăn kinh tế thì có phần lên, có phần lên vì thần tài là đã chiếu và mở mở kho cho. Thế nhưng mà chi nhiều quá, đâm ra là chưa cân đối được cái vấn đề kinh tế ở trong cuộc sống, đặc biệt trong cái mấy cái tháng đó đấy. Thậm chí là có thể dẫn đến một cái khủng hoảng về tâm lý và có khả năng là nhàm chán trong cuộc sống đấy, cái tuổi Kỷ Tỵ các bạn ý nhé. Thế thì các bạn lưu ý là những bạn mà sinh vào các cái tháng như là tháng 7 và tháng 11 thì dường như là tâm lý của các bạn không được vững vàng cho lắm đấy. Thế còn những cũng là la mạ thì người các cụ thường nói câu là người ta cũng ấy tuổi mình, hơn nhau được cái giờ sinh. Thế vì các bạn mà sinh vào các cái tháng như ví dụ như tháng 4, tháng 8, tháng 4, tháng 8, tháng 1, tháng 10 thì cái nhiều khi là họ trưởng thành rất là mạnh mẽ luôn trong cuộc sống. Các bạn để ý những người sinh được tuổi Kỷ Tỵ sinh ra sinh vào các cái tháng 1, 3, 4, 8, 10 đấy. Thế còn thì các bạn sinh vào các cái tháng 2, tháng 9, tháng 2, tháng 9 âm lịch thì họ đa phần là tôi thấy là họ có cuộc sống là dường như là khá giả hơn rất là nhiều đấy. Thế các bạn để ý xem đấy, các bạn cứ thử nghiệm thử mà xem nhé, xem nó có đúng một phần nào không. Thế còn là về 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 gia đạo và sự nghiệp của cái người sinh năm 1989 này thì nó là một trong những người rất là thông minh luôn đấy, họ có con mắt nhìn rộng, nhìn xa trông rộng đấy, họ có thể đạt được cái ước mơ của mình, đạt được cái ước mơ và cái suy nghĩ họ đã đặt ra cái công việc gì đó thì dường như họ đã đặt ra là họ làm được, mà họ rất nhạy bén với lại thương trường. Thậm chí có những người thành công rất là lớn ở tuổi 89 này. Thì cái người sinh năm 1989 thực ra thì họ họ thành công, thế nhưng mà họ cũng thất bại rất là nhiều, thậm chí là phải nói lên điều là cay đắng. Thất bại cay đắng là cũng có chứ không phải là không. Bởi vì sao? Nhưng mà sự thành công của họ là nhiều hơn. Bởi vì sao cái người Kỷ Tỵ thì thực ra thì các bạn để ý nhé. Cái từ cái khi mà ngoài 20 đổ ra thì chúng ta thấy là cái tầm 28 tuổi là họ có thể xây dựng được những cái suy nghĩ của mình, những cái độ chín chắn của họ thì chưa chưa đạt được đến mức độ như là tuổi từ 37, 38 đấy. Vậy tuổi trẻ họ cũng kiếm được tiền nhưng mà đi đôi với thất bại nhiều hơn, đa phần là không có sự dư giả ấy. Trong quan hệ về cái gia đình của họ thì họ hay xảy ra những cái điều mà tranh chấp đa phần là đấu khẩu. Thế nhưng mà họ lại là người rất là khéo vì tuổi rắn mà, họ luôn có cách để hóa giải tất cả những cái khó khăn đấy. Chính vì nhờ cái sự nhạy bén ở trong cuộc sống và khôn ngoan biết cách hóa giải, cho nên là trong gia đình của họ là lúc nào cũng có sự êm ấm, dường như là đôi lúc tưởng là tan vỡ nhưng mà lại là êm ấm. Thế thì chúng ta bàn thêm về cái vấn đề của tuổi tuổi Kỷ Tỵ mà chúng ta thể xem là thì
cái tuổi kỷ tỵ đấy thì các bạn để ý nhá, nếu mà cái tuổi kỷ tỵ này mà các bạn đã xây gia đình rồi thì không nói, thì nếu mà tuổi kỷ tỵ mà lên chọn những cái tuổi là để là chọn bạn đời ấy, cứ nói thẳng ra là lựa chọn vợ chồng để cho nó phù hợp với bản thân mình đấy, thì các bạn phải xem. Thì tôi thì theo như tôi thì tôi chỉ đưa ra một số cái kinh nghiệm và lời khuyên thì các bạn có thể là tham khảo. Ví dụ các bạn tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989 thì quý vị các bạn có thể là kết hôn với các tuổi canh ngọ, nhâm thân, bính tý, ất hợi đấy. Nhâm thân này, canh ngọ này, nhâm thân này, bính tý này đấy, rồi ất hợi này, rồi kỷ tỵ đấy, cuộc sống là rất là ổn định luôn bạn như vậy nhé. Vợ chồng là hòa thuận và làm ăn là nên làm ra. Các bạn ý nhá, nếu như trong tất cả các cái tuổi mà tôi đọc cho quý vị các bạn là kết hôn như từ canh thân này, canh ngọ, xin lỗi quý vị các bạn nhé, canh ngọ đấy, nhâm thân, bính tý, ất hợi, kỷ tỵ đấy, nếu như mà trong tất cả những cái tuổi trên thì các bạn để ý là cái tuổi kết hôn với tuổi kỷ tỵ, cái tuổi mà kỷ tỵ mà kết hôn được với lại ngọ này, thân này, con ngựa này, con khỉ này, chuột này, lợn này ấy, kỷ tỵ kết hợp được kết hôn được với những cái tuổi đó thì nói chung là không vướng bận bất cứ điều gì, thì các bạn cứ đi mà xem. Bởi vì thực ra là dường như là chúng ta đến bây giờ thì giữa sinh tâm di vật thì không ai là thắng ai cả, thế nhưng các bạn cứ để ý mà xem. Đấy, nhiều người có khi là tuổi nó không hợp chẳng hạn thì cũng chả ông chủ bà chặt chả ra đâu rồi. Các bạn lại đi vậy nhá, bởi vì những cái nếu mà kết hôn với những cái tuổi ví dụ là tuổi Hợi, Đinh Hợi hoặc là Giáp Tuất, Mậu Thìn thì cuộc sống là thu nhập bình thường, cũng có khả năng dư giả nhưng mà không ăn thua bạn như vậy. Còn kết hôn với các cái tuổi những cái năm mà ở cái tuổi kỷ tỵ mà những cái năm như sau thì các bạn ý nhé, là không lên là xây dựng là về kết hôn hoặc là vợ chồng. Ví dụ là những cái năm tuổi của khi người kỷ tỵ là cái năm 18 tuổi là 1, 24 tuổi, 36 tuổi, 42 tuổi, 48 tuổi và 54 tuổi là không nên tiến hành những cái chuyện mà trọng đại trong cuộc sống. Tôi nhắc lại một lần nữa cho những anh chị và tuổi kỷ tỵ biết nhé, những cái năm mà 18 tuổi, 24 tuổi, 30 tuổi, 36 tuổi, 42 tuổi, 48 tuổi, 54 tuổi, đây là những cái tuổi mà không lên làm những việc trọng đại cuộc đời mình. Bởi vì đã nếu tiến hành vào những cái tuổi năm đó là dường như là không được suôn sẻ thì sao, không thuận lợi. Thế thì chúng ta biết được những cái tuổi mà về hợp rồi thì chúng ta cũng phải biết được những cái tuổi của kỵ, tuổi đại kỵ của cái tuổi người sinh năm 1989, cái tuổi đại kỵ và xung khắc mà nhiều khi làm ăn hay bất cứ việc thì nó không thuận đâu. Ví dụ như là tuổi Tân Dậu, đấy, Mậu Dần, Quý Dậu, Kỷ Mão, đấy, Ất Dần, đấy, rất nhiều tuổi khác nữa. Ví dụ như tuổi Bính Dần, đấy, Bính Dần cũng là cái tuổi nó không hợp với cái người sinh năm 1989. Đấy, lưu ý vậy. Đấy, có rất nhiều tuổi khác, ví dụ như là tuổi Đinh Mão, Đinh Mão. Nếu mà vợ chồng mà những cái tuổi này đến với nhau thì cứ trục trặc cãi cọ nhau suốt ngày, Tân Dậu, Mậu Dần, Quý Dậu, Kỷ Mão vẫn vẫn công vừa đọc xong thì các bạn biết. Như các bạn để ý nhé, thì những cái tuổi xung khắc thì thường thường người ta nói là làm ăn nó không thuận và nó cứ trục ông trục va chạm nó không nên, như vậy. Thế còn các bạn để ý là những cái tuổi mà những cái năm mà khó khăn nhất trong của cái tuổi của những người sinh năm 1989 thì các bạn thấy là vào những cái năm mà ví dụ như là 24 tuổi đấy, đây là tôi hôm nay tôi nói chuyên sâu về cái vấn đề những người sinh năm 1989 nhé, các bạn ý là 24 tuổi, 26 tuổi, 24 tuổi này, 26 tuổi này, rồi 28 tuổi, 35 tuổi là những năm mà gặp rất nhiều khó khăn luôn trong cuộc sống, cho nên là chúng ta phải thật cẩn thận, lưu ý vậy. Thế thì xét về cái màu sắc đấy, màu sắc để mà hợp cho những cái tuổi 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 tỵ này,
vì chúng vì cái tuổi tỵ này là mệnh mệnh mộc đấy. Thế thì để chọn được cái màu mà nó hợp theo cái quy luật, mà tức là ở đây là tôi đang nói về cái quy luật là mà ngũ hành ấy, để hợp được cái cho cái người này. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu được thế nào là tương sinh và tương hợp đấy, và thế nào là tương khắc. Thì quý vị các bạn ý nhé, tương sinh thì ví dụ như là thủy thì sinh ra mộc đấy, thủy sinh ra mộc, nước sinh ra hỗ, đấy là tương sinh. Thế còn về tương hợp ví dụ là mộc với mộc là hợp đấy, ví dụ tương khắc nhé, kim là khắc mộc đấy, các bạn phải lý như vậy. Tôi nhắc lại nhé, tương sinh thủy là sinh ra mộc, thế tương hợp là mộc với mộc đấy, tương khắc là kim khắc mộc, các bạn phải lưu ý vậy. Vậy những người tuổi Tỵ là sinh năm 1989 là hợp với mệnh mệnh thủy, những người mệnh thủy là hợp với mệnh thủy, ví dụ như 89 hợp với 82, 82 cũng là mệnh thủy đấy. Hợp với màu của mệnh thủy nhé, hợp với màu của mệnh thủy, ví dụ như màu của mệnh thủy đi, mệnh thủy màu đen này, màu xanh nước biển đấy là hợp. Thế còn ngoài ra thì có thể là hợp với lại màu của mệnh mệnh mộc, ví dụ như là xanh lá cây nhưng mà tương khắc với màu của mệnh kim, ví dụ như là màu trắng, màu xám và màu bạc, là lưu ý vậy đấy. Đấy các bạn thật sự lưu ý điều ấy nhé đấy. Thế thì hôm nay thì tôi cũng chỉ tranh thủ thôi, thời gian là mất 20 phút cho quý vị đấy, thế nên là lưu ý rằng là tôi xem qua cái vấn đề như vậy của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thế quý vị các bạn, những người sinh năm 1989 mà còn cái điều gì thắc mắc không biết, muốn không biết hoặc chưa biết hoặc là muốn hỏi hay là muốn xem những cái gì, quý vị các bạn có thể liên hệ với số Zalo của tôi 0945 1918 67. Zalo của tôi là bằng Nguyễn, tôi sẽ giúp quý vị các bạn miễn phí không nộp lá để cho quý vị những cái điều hay nhất về cái cuộc cái vận mệnh của cuộc đời mình như vậy nhé. Thì tôi nhắc tôi chỉ mong làm sao là cái năm nay thì tuổi Kỷ Tỵ là năm nay thì quý vị các bạn là năm nay là sẽ thành công rực rỡ trong năm nay, và đặc biệt nhé về cuối năm thì quý vị các bạn là sẽ thu nhập rất là tốt. Vì sao? Vì cái người này là tay tự làm nên và nhờ trời Phật độ rất là tốt, cuộc đời là rất là nhiều cát tường may mắn như vậy. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn, chúc quý vị các bạn là luôn mạnh khỏe, và chúc tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là thành công nhé. Xin cảm ơn.